Tính cách của người tuổi Thìn, hay còn gọi là tuổi Rồng. Ưu điểm của người tuổi Thìn là có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Bên trong hội tụ phẩm chất đẹp như sự thật thà, bao dung và giàu lòng yêu thương. Đa số tuổi Thìn có tâm tư trong sáng, có năng lực, thích thực hiện kế hoạch riêng. Về phương diện tình cảm, tuổi này thích tạo ra cảm giác lãng mạn. Nữ tuổi Thìn siêng năng, tiết kiệm, đảm đang, tháo vát. Người tuổi Thìn có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng nên trong công việc họ luôn cảnh báo cho mọi người về nguy cơ đang rình rập phía sau. Người tuổi này thường thông minh, lanh lợi, thích kết giao bằng hữu, có khả năng lãnh đạo tốt. Gặp lúc khốn khó vẫn kiên trì phấn đấu, họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết sức mình. Nhược điểm của người tuổi Thìn là hay đa tình, đa cảm. Họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi quyền lực, địa vị. Do tính cách mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán nên tuổi Thìn cũng dễ bị rơi vào trạng thái tự tin thái quá, không biết cách kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Họ dễ nóng nảy và nói những lời khiến người khác bị tổn thương. Trong chuyện tình cảm, tuổi Thìn ít khi là người chủ động, hơn nữa họ yêu thích sự tự do, không muốn bó buộc trong một mối quan hệ hạn hẹp nào. Tuổi Thìn thẳng thắn, thật thà, không bao giờ hãm hại lợi dụng bất kỳ một ai nên trước khi làm một điều gì đó cần suy nghĩ kỹ càng, tránh nóng vội dẫn tới sai lầm. Bạn thấy đúng không? Cùng để lại bình luận nhé!